Chào các em học sinh lớp 9. Như vậy là chiều qua học sinh giỏi lớp 9 đã thi cái đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện. Chiều nay thầy rỗi, thầy sẽ làm video chữa cái đề kiểm tra này để các em cùng tham khảo. Chúng ta vào câu 1, 4 điểm. Ý 1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau. A. H2SO4 loãng cộng Fe. Như vậy các em biết rằng là anh axit H2SO4 loãng khi tác dụng với sắt thì tạo ra muối sắt 2 và khí hydro các em nhé. Thầy nhắc lại kiến thức cho các em này. H2SO4 loãng. H2SO4 loãng mà gặp kim loại đứng trước H thì sẽ tạo thành muối và khí hydro. Và nhớ sắt thì chỉ chọn được muối sắt 2 thôi các em nhé. Bạn nào mà muối sắt 3 là sai. Rồi chúng ta xong ý A, sang ý B. Chấm chấm cộng H2O ra chấm chấm cộng để khí hydro. Vậy thì chúng ta hãy chọn chấm chấm này là Na em nhé. Na cộng với nước này. Thì sẽ ra NaOH cộng khí hydro. Cân bằng chúng ta nhớ rồi, cho 2 vào đây. Là S chỉ dương 6 này, từ S dương 6 thành S dương 4 này. Từ dương 6 về dương 4 thì đã cộng 2 âm vào, là cộng 2 E vào em nhé. Lưu huỳnh nó cộng E. Thế thì lưu huỳnh nó cộng E nên sắt phải cho E em nhé. Sắt phải cho E, cho dấu trừ vào đây. Cho E. Thế thì từ Fe dương 2 Y trên X mà với Fe dương 3 thì chúng ta sẽ chuyển thành hai giai đoạn. Thứ nhất là chúng ta cho dương 2 y trên x, Fe dương 2 y trên x với Fe 0. Vậy là từ dương 2 y trên x thì nó sẽ cộng với âm 2 y trên x vào thì nó thành 0 các em nhé. Vậy là muốn cộng thì đây chúng ta có dấu trừ. Đấy. Đây mở ngoặc trừ chứ thành cộng đúng các em ạ. Trừ 2 y trên x. Đấy. Như vậy là trừ chứ thành cộng. Đúng không ạ? Trước ngoặc có dấu trừ, mở ngoặc đổi dấu số hạng đây trừ thành cộng. Vậy là Fe dương 2y trên x cộng với lại 2y trên x vào thì thành Fe0. Giờ muốn thành Fe0 thì trừ được 3e thành Fe dương 3. Trừ 3e rồi vào đây. Đúng không? Và các em lưu ý là ở đây có hai nguyên tử sắt. Ở đây có x hình nguyên tử sắt. 2 và x thì không bằng nhau. Người ta lấy bội số chung của nó 2 và x. Bộ số chung nhỏ nhất chính là 2x. Vậy chúng ta nhân cả 2 về với 2x vào các em nhé. Đây này. 2x nhân đây. 2x nhân 1 được 2x. Để 1 nhân 2x được 2x. Thế còn cái đa thức này nhân 2x vào. Thì là muốn nhân một đơn thức 2x với đa thức này thì nhân nó mới tương hạng tử. Đúng không? Vậy là ở đây sẽ trừ đi 3 nhân 2x được 6x này. Trừ 2y trên x nhân 2x là bằng 4y này. Đấy, nhưng mà nhân 2x vào cái này thành như vậy. Kém nhá, xóa cái này đi. Chúng ta sẽ tìm hệ số bằng cách chéo nhau cho 2 lên trên và 6x trừ 4y xuống dưới. Và cái hệ số đơn giản được, em đơn giản cho 2. 2 đơn giản còn 1. 6x trừ 4y đơn giản cho 2 được
3x trừ 2y đơn giản đi cho 2, đúng không? Chúng ta đưa hệ số phương trình này, 1 nhân với lại 2x là 2x sắt, đúng không? 1 nhân 2x là 2x sắt. Thế đây có 2 rồi, cho x vào đây. Này có 2x sắt. Thế ở đây có 2x sắt rồi, ở đây có x sắt rồi, cho 2 vào đây. Này cũng có 2x sắt. Đúng không? Rồi 3x trừ 2y nhân 1 là bằng 3x trừ 2y lưu hình dương 4. Vậy đây chúng ta sẽ cho hệ số là 3x trừ 2y, hệ số của SO2 này các bạn. Với tổng số lưu hình ở bên hình thành nhà đây có là 3x trừ 2y nhân với lại 1, đây là S là 1. Vậy vẫn là 3x trừ 2y. Ở đây có 3 lưu hình này, nhân x là 3x nữa. Là 3x cộng với 3x trừ 2y thành 6x trừ 2y. Vậy là 6x trừ 2y lưu hình, nhân cho 6x thì trừ 2y vào đây, để bên này cũng có 6x trừ 2y lưu hình. Thế thì đây có 6x trừ 2y H2. Nó sẽ cho 6x trừ 2y vào đây. Và nước bằng nhau đều zero, đúng không? Thì ta kiểm tra nếu oxy cho làm đúng là bằng nhau các em nhé. Kiểm tra này. Oxy bị hình thành ở đây là có 6x trừ 2 nhân với 4, đúng không? Vậy 6 nhân 4 là 24x. Trừ 2y nhân 4 là trừ 8y. Cộng thêm vào đây là 2y nữa. Thế là 24x trừ 8y cộng với 2y thì còn 24x. Chỉ trừ 6y. Đúng không ạ? Bên tham gia. Bên hình thành thế nào? Ở đây có 4 x 3 là 12. 12 nhân x là 12x. Ở đây có 3x trừ 2y nhân đôi lên. 6x trừ đi 4y. Ở đây có 6x trừ 2y nhân 1. 6x trừ 2y. Cộng tất cả lại. 12x cộng 6x là 18x. 18x cộng 6x là 24x. Đấy, âm 4y cộng tiếp âm 2y là âm 6y. Đấy, hai vế bằng nhau em nhé. Đấy. Tôi đã làm đúng. Đáp số hệ số IF là 6x trừ 2y H2SO4 cộng 2FeXOY tạo thành XFe2SO3 lần cộng 3x trừ 2YSO2 cộng 6x trừ 2Y nước. Vậy là đoạn giải quyết xong 1-1. Thầy cho ta chuyển sang câu 1-2. Chỉ dùng một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch bất nhãn sau. Ở đây có NaOH này, bazơ này, đúng không ạ? Đây có muối, NaNO3 này. Đây cái muối sắt 2 này, nitrat này, magie clorua này, nhôm clorua này, axit chloric này. Như vậy thì bazơ thì làm quỳ tím hóa xanh em nhé, axit làm quỳ tím hóa đỏ. Còn muối này là quỳ không đổi màu. Và chúng ta sẽ chọn quỳ tím thử trước. Câu 22. Cách chọn nhất cho các mẫu thử vào các ống nghiệm riêng biệt. Bỏ một mẩu giấy quy tím vào các ống nghiệm. Ống nghiệm nào làm dịch quy tím hóa xanh là dung dịch NaOH. Ống nghiệm nào làm quy tím hóa xanh suy ra là dung dịch NaOH, đúng không ạ? Ống nghiệm nào là quỳ tím hóa đỏ là dung dịch HCl. Ống nghiệm mà làm quỳ tím hóa đỏ suy ra dung dịch HCl.
Đấy, nhưng mà chúng ta đã nhận biết được dung dịch NaOH rồi nhá, dung dịch HCl rồi nhá. Đấy. 1, 2, 3, 4. 4 ống nghiệm còn lại thì không làm giấy cụ tí bởi màu. 4 ống nghiệm còn lại không làm quy tím đổi màu. Được tiếp tục nhận biết. Như sau. À, chúng ta thấy rằng đây có muối của nhôm này. Và có NaOH mà gặp muối nhôm này thì trở thành AlH3 là chất tủa, đúng không? Và AlH3 là chất lưỡng tính, nếu gặp NaOH dư thì nó lại tan ra. Vậy chúng ta sẽ nhận biết cái này nhé, khi tạo cái tủa trắng mà cái tủa lại trắng lại tan ra, khi gặp NaOH dư thì chúng lại có NaOH rồi này. Anh này gặp NaOH thì tạo cái tủa màu trắng MgO hai lần này. Không tan trong NaOH dư này. Anh này cũng tạo ra cái tủa màu trắng không tan trong NaOH dư. Và hai anh này thì MgO hai lần màu trắng và FeOH là màu trắng thì nhận biết được anh này bằng cách để cho không khí thì hóa đỏ nâu cơ nhé. Đấy. Anh này thì không tạo cái tủa với NaOH. À, nhưng mà chúng ta lại làm tiếp. Nhỏ dung dịch NaOH dư vào 1, 2, 3, 4 4 mẫu dung dịch còn lại. Nó nhớ rõ dư em nhé, rõ dư dung dịch nào tạo cái tủa keo trắng, sau đó cái tủa keo trắng lại tan ra, thì suy đó là dung dịch AlCl3 và chúng ta viết phương trình chứng minh NaOH này gặp AlCl3 này biến thành kết tủa keo trắng là AlOH3 lần này cộng NaCl. Đấy, cân bằng ở đây có 3 OH thì cho 3 vào đây, đây có 3 Na3 clo cho 3 vào đây. Đấy, sau đó kết tủa keo trắng này tan trong NaOH dư kem nhá, NaOH dư nó làm tan kết tủa AlOH3 lần là chất lưỡng tính, tạo thành muôn natri aluminat NaAlO2 và nước. Phương trình này cân bằng cho hai nước là bằng nhau. Nó giải quyết xong loại dung dịch nào là như vậy là AlCl3. Tiếp theo là cái dung dịch nào mà không tạo kết tủa là NaNO3 kèm nhé. Dung dịch nào không có kết tủa tạo ra là dung dịch NaNO3, vì NaNO3 thì không tác dụng được NaOH. Tiếp theo là dung dịch nào tạo kết tủa trắng lấy ra để trong không khí không đổi màu thì là MgCl2. Dung dịch nào tạo kết tủa trắng này lọc ra để trong không khí không đổi màu là dung dịch MgCl2. Và chúng ta viết phương trình chứng minh là NaOH
cộng MGCL2 tạo thành kết tủa trắng MGOH 2 lần kết tủa và NaCl cân bằng ở đây có 2OH cho 2 vào đây, 2Na 2 clo cho 2 vào đây. Đây tính chất là bazơ cộng muối tạo thành muối mới bazơ mới. Điều kiện hợp chất bắt đầu bị tan sản phẩm có kết tủa đấy các bạn. Mà cái anh này lọc ra để cho không khí thì nó vẫn là nó các em nhá, nó không đổi màu đâu, nó vẫn là màu trắng thôi. Tiếp theo dung dịch nào? Tạo kết tủa trắng. Lọc ra để trong không khí một thời gian hóa đỏ nâu thì suy ra đó là dung dịch FeCl3 FeCl2 các em nhé. Đây là có F. Xin lỗi, đây là FeN3 3 lần. FeN3 3 lần. FeNO3 3 lần. FeNO3 2 lần, thầy đọc nhầm các em ạ. FeNO3 2 lần. Chúng ta viết phương trình chứng minh NaOH cộng Fe NO3 2 lần. Thế ba giờ cộng muối, thành muối mới. NaNO3 ba giờ mới để FeO2 2 lần. Kết tủa. Ở đây có 2OH cho 2 vào đây, có 2Na, có 2NO3 cho 2 vào đây. Và cái kết tủa FeOH 2 lần này để cho không khí này màu trắng này, nó sẽ tác dụng oxy trong không khí này, tác dụng hơi nước có trong không khí này, sinh ra kết tủa đỏ nâu là FeOH 3 lần các em nhá. Cái cân bằng ở đây sẽ có cho 2 vào đây, 2 sắt thì cho 2 vào đây. Ở đây chúng ta có 36 hydro, ở đây có 2 hydro đúng không ạ? 4 là 6. Oxy là 6. Đây có 4 với 1 là 5, đây cần 1 nữa là 6, vậy cho 1 phần 2 vào đây. 1 phần 2. Thế thì chúng ta không thích cái hệ số là 1 phần 2 phân số này, chúng ta nhân cả 2 với 2 các nhé. Nhân cả 2 với 2 vào đây thì là 2 nhân 2 là bằng 4 này. Ở đây là bằng 2 này. Đây là 1 này. Đây là 4 này. Vậy là 1 thì không cần ghi đúng không ạ? Vậy đáp án chúng ta là 4Fe OH 2 lần cộng với O2 cộng 2H2O biến thành 4 FeOH 3 lần. Kết tủa màu trắng để trong không khí thành đỏ nâu là FeOH 3 lần, màu trắng là FeOH 2 lần. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong được cái câu 2 của y câu 1. Câu 1 2. Rồi chúng ta sẽ sang câu 2. Ý 1. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau. Ý A. Cho màu nhỏ natri kim loại vào dung dịch FeCl2. Như vậy bài tập này là chúng ta phải nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng. Vậy chúng ta sẽ ghi nhất là hiện tượng. Thứ hai là phương trình phản ứng. Thì cách giải cái bài tập dạng nêu hiện tượng và viết phương trình thì thầy hướng dẫn nghe là chúng ta phải viết phương trình trước em nhé. Thì khi viết được phương trình trước thì chúng ta mới nghĩ được hiện tượng. Vì đây là chúng ta chỉ tưởng tượng thôi chứ không phải là nhìn thấy thí nghiệm thực tế. Nếu nhìn thí nghiệm thực tế thì chúng ta sẽ nhìn thấy hiện tượng trước và viết phương trình sau. Nên đây là bài tập trên lý thuyết. Chúng ta phải nghĩ được phương trình trước rồi dựa phương trình để trả lời hiện tượng.
Vậy chúng ta sẽ thấy rằng khi thả kim loại natri vào dung dịch FeCl2 thì trong dung dịch chỉ có nước kèm nhé. Như vậy là natri tác dụng với nước chưa? Nhắc lại này, dung dịch là chất tràn và nước này. Ở đây có FeCl2 và nước này. Natri sẽ tác dụng với nước trước, tác dụng với này sau này các bạn. Tạo thành NaOH cộng với khí hydro cân bằng cho 2, 2, 2 vào đây. Và sau khi sinh ra NaOH rồi thì nó tác dụng với cái này các em nhé. NaOH cộng FeCl2. Bao giờ cộng muối thì muối mới. NaCl và bao giờ mới. FeOH 2 lần, kết tủa một chặng. Thì có 2 OH cho 2 vào đây, 2 Na, 2 clo cho 2 vào đây. Vậy là phương trình đã xong em ạ. Natri tác dụng với nước là natri hydroxit. Natri hydroxit tác dụng FeCl2 tạo thành kết tủa màu trắng. Vậy hiện tượng là gì? Cái màu natri này nóng chảy thành giọt tròn chạy trên mặt nước và tan dần. Cái này là thí nghiệm natri gặp nước ở lớp 8 đấy em ạ. Màu Na nóng chảy này thành giọt tròn chạy trên mặt nước. Ở đây thì không phải là mặt nước mà mặt dung dịch kìa nhé, mặt dung dịch và tan dần. Đấy, có khí không màu thoát ra này, khí hydro các em, có khí không màu thoát ra. Và sau đó là sinh ra kết tủa màu trắng các em nhé. Trong dung dịch xuất hiện vần đục màu trắng. Ai ghi là kết tủa màu trắng cũng được, ai ghi là vật đục màu trắng cũng được. Đây là trắng FeOH 2 lần. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong ý A cho màu natri vào dung dịch FeCl2. À, tiếp theo chúng ta ghi B, cũng ghi hiện tượng trước. Phương trình phản ứng sau. Phương trình phản ứng là H2SO4 cộng Ba mở ngoặc HCO3 đóng ngoặc 2 lần. Đây là axit cộng muối, tạo thành muối mới và axit mới. Muối mới là Ba-SO4 kem nhé. Ba-SO4. Axit mới là H cộng HCO3 thành H2CO3. H2CO3 là axit yếu phân hủy thành nước và CO2. Cái cân bằng lấy chúng ta thấy có 2H vào đây, 2H là 4H cho 2 vào đây. Đây có 2C cho 2 vào đây. Nó bằng nhau hết các em nhé. Bằng nhau hết. Đây có 4 oxy cộng với lại 6 oxy là 10. Là 4, 4 cộng 4 là 8, 2 là 10. Hiện tượng là gì? Tạo kết tủa trắng và có khí không màu bay ra. Tạo kết tủa trắng mà có khí không màu thoát ra. Đúng không? Khí không màu là khí CO2 này. Kết tủa trắng là BaSO4 này. Như vậy chúng ta giải quyết xong được ý B trong câu 21 rồi. Chuyển sang câu 22. Viết 7 phương trình phản ứng thể hiện các phương pháp khác nhau điều chế ra AlCl3. À, như vậy là 7 phương trình phản ứng điều chế AlCl3. Bởi phương trình phản ứng khác nhau các em nhé. Câu 22 này.
tạo ra AlCl3 này. Mình đầu tiên chúng ta cho Al cộng với Cl2 thì tạo thành AlCl3. Cân bằng là đây 3 và 2 không bằng nhau nên lấy bộ số chung của 3 và 2 là 6, cho 6 chia 3 là 2 vào đây, 6 chia 2 được 3, 2 nhôm cho 2 vào đây. Phản ứng này không còn nhiệt độ các em nhé, nhôm cộng clo không còn nhiệt độ đâu. Đấy, tiếp theo là cho nhôm cộng với lại HCl cũng tạo ra AlCl3 và khí hydro. Cân bằng cho 6 vào đây, cho 2 vào đây, cho 2 vào đây, 3 vào đây, đúng không? Phản ứng số 3 là chúng ta cho oxit nhôm cộng HCl, oxit bazơ cộng oxit thành muối cộng với nước. Thì có 2 nhôm cho 2 vào đây, 2 3 là 6 clo cho 6 vào đây, 6 H cho 3 vào đây, đúng không ạ? Phản ứng số 4 nó cho oxit nhôm, hydroxit nhôm AlOH 3 lần cộng HCl tạo thành AlCl3 cộng với nước. Đấy, chúng ta cũng cân bằng, chúng ta cho 2 vào đây, đây có 2, đây có 6 clo cho 6 vào đây, đây có 6H, 6H là 12H thì 6 vào đây. Thế là đơn giản được cho 2 các em ạ. Đây, bỏ đi, đây là 1 này, bỏ đi đây còn 3 này, đây còn 1 này, bỏ đi đây còn 3 này. Như vậy là 1 nhôm, 1 nhôm 3 clo, 3 clo này, 3H cộng với 3H là 6H, 3H là 6H này, 3 oxy. Rồi, như vậy là Al đây là 1 bỏ đi cầm nhá, đây là 3, đây là 1 bỏ đi, đây là 3. Vậy là chúng ta đã được 1, 2, 3, 4 rồi. Rồi chúng ta sẽ cho nhôm đẩy muối đồng Al cộng CuCl2 thì biến thành AlCl3 và đồng mới đẩy ra, đúng không ạ? Hoặc là cho nhôm đẩy muối sắt cũng được em nhé, Al cộng FeO2 2 lần cũng được. Clo đây có 2, đây có 3, bộ số chung là 6 thì cho 2 vào đây, cho 3 vào đây, 3 Cu2Al. Tiếp theo là chúng ta cho muối cộng muối cho 2 muối mới BaCl2 cộng Al2SO4 tất cả 3 lần tạo thành muối mới là AlCl3 cộng với BaSO4 kết tủa. Đấy. 2 Al cho 2 vào đây, 6 clo cho 3 vào đây, 3 Ba3SO4 cho 3 vào đây. Đây là muối cộng muối tạo ra 2 muối mới. Điều kiện 2 muối mới đầu phải tan đúng em nhé, sản phẩm có kết tủa là đúng. Phản ứng số 7 cho muối cộng axit, muối mới axit mới. Nó cho muối nhôm sunfat đi, nhôm sunfua đi, Al2S3 Al2S3 cộng HCl tạo thành muối mới là AlCl3 và axit mới là H2S, axit yếu, đúng không ạ? Muối cộng axit là muối axit mới. Điều kiện sản phẩm có kết tủa hoặc axit mới sinh ra yếu hơn axit ban đầu, đúng rồi, H2S yếu hơn HCl. Thì có 2 nhôm cho 2 vào đây, 2 bao là 6 clo cho 6 vào đây, 6H cho 3 vào đây, là bằng nhau hết kèm nha. Nhưng mà lại có 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 phương trình phản ứng khác nhau điều chế ra AlCl3. Chúng ta đã giải quyết xong được câu hỏi 2, 7 phương trình phản ứng điều chế AlCl3.
Tiếp theo sang câu 31. Nhiệt phân hoàn toàn 50g CaCO3 thu được khí X. Cho toàn bộ lượng khí X thu được từ phản ứng trên vào 750ml dung dịch NaOH1m sau phản ứng trên hoàn toàn được dung dịch Y. Tìm khối lượng các muối có trong Y. Câu 31. Chúng ta sẽ tìm mol của CaCO3. NaCaCO3 muốn tìm mol bằng khối lượng 50, chỉ khối lượng mol CaCO3 là 100 bằng 0,5 mol. Tiếp theo là mol của NaOH. NaOH bằng CM là 1 nhân V là 750ml đổi cho lít là 0,75. 1 nhân 0,75 thì là 0,75 mol. Nhưng mà các chất đã cho gồm có CaCO3 50g đổi cho mol là 0,5 mol. NaOH nồng độ 1m 750ml đổi cho mol là 0,75 mol. Đây tiếp là phương trình phản ứng nung. CaCO3 nhiệt phân hoàn toàn các em nhé, nhưng mà toàn bộ cái thằng này phải được hết. CaCO3 nhiệt độ tạo thành CaO cộng CO2, đơn vị mol vào đây, nhiệt phân hoàn toàn 0,5, anh này thì anh này sinh ra 0,5, anh này cũng sinh ra 0,5 mol, đúng không? Vậy từ đây suy ra khí X là CO2, đúng không? Dẫn khí X vào dung dịch NaOH, đúng không? CO2 cộng NaOH thì phản ứng đầu tiên xảy ra là tạo ra một trung hòa các em nhé, oxit axit tác dụng bazơ toàn thể môi trung hòa vào nước, phản ứng đầu tiên xảy ra Na2CO3 cộng với nước cân bằng cho 2 vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ tính theo chất thừa thiếu này, đơn vị mol này. CO2 ở đây sinh ra là 0,5 đúng không? Nếu anh CO2 là 0,5 thì anh này gấp đôi lên là 1. Đúng không? Anh này là 1, anh là 2. Vậy khi CO2 là 0,5 thì anh này gấp đôi lên 1 mol. Nhưng anh này chỉ có 0,75 nên thiếu em ạ. Không đủ 1 nên là chất này là chất thiếu, đúng không? Vậy tính theo anh này là 0,75. Vậy thì CO2 ngược lại lại bị phản ứng là bao nhiêu? Anh này có 2, anh này có 1, anh này 0,75, anh này có nửa của 0,75 là 0,375. Và muối này sinh ra cũng là bằng 0,375 mol. Chúng ta kêu đây là phản ứng số 1. Đây là phản ứng số 2. Rõ ràng sau 2 chúng ta thấy CO2 còn dư các em nhé. CO2 sinh ra là 0,5, bị phản ứng có 0,375 thôi. Đấy. Sau 2 còn dư CO2 nên có tiếp phản ứng 3 là CO2 tác dụng với muối trung hòa giống như axit. CO2 cộng với lại Na2CO3 cộng thêm nước nữa biến thành NaHCO3. Đây là phản ứng số 3. Cân bằng cho 2 vào đây. Thì đơn vị mol. Đây chúng ta lại tính thừa thiếu các em nhé. Như vậy CO2 còn dư là bao nhiêu? Thì tôi ghi đây là NCO2 dư. Ở đây nó sinh ra 0,5. Đúng không ạ? Trừ đi ở đây phản ứng nó 0,375.
và nó sẽ còn dư là bằng 0,125 em nhé. 0,125 mol. Lấy 0,5 trừ đi 0,375 thì nó còn lại 0,125. Anh này thì có 0,375, anh này rất là nhiều đúng không ạ? Vậy anh này thì chất thiếu, phải tính theo anh này. 0,125. Và khi anh này bị phản ứng là 1 thì anh này là 1. Nếu anh này là 0,125 thì anh này cũng là 0,125 em nhé. 0,125. Và sinh như này là cứ 1 tạo ra 2 gấp đôi, 0,125 gấp đôi là 0,25. Vậy thì suy ra là trong dung dịch sau phản ứng có 0,25 mol NaHCO3 và có khối lượng bằng 0,25 nhân với lại NaHCO3 là cộng 184 các em nhé. 84 23 cộng 1 là đi 24 này. 24 cộng với CO3 là 60 là 84. 0,25 nhân 84 bằng 21 gram. Đấy, chúng ta ra được muối nhất, muối axit NaHCO3 nặng 21 gram. Muối trung hòa Na2CO3 sinh ra ở đây 0,375. Bị tác dụng mất đi 0,125. Thì còn lại là lấy cái 0,375 trừ cái 0,125 mà cũng chính là bằng 0,25 mol Na2CO3 và đổi sang khối lượng. Thì muốn tìm khối lượng thì lấy mol là 0,25 nhân Na2CO3 là 23 nhân đôi là 46 này. 46 cộng CO3 là 60 là 106 này. Và chúng ta có kết quả 26,5 gram. Như vậy là muối trung hòa 26,5 gram Na2CO3. Muối axit 21 gram NaHCO3. Chúng ta giải quyết xong được câu 21. Câu 31. Tính không lượng các muối trong y đúng không ạ? Rồi sang đến câu 2, câu 32. Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam một muối carbonate của kim loại M bằng dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 4,48 lít khí X, xác định kim loại M. Đây là ký hiệu công thức hóa học của muối carbonate là ở đây là kim loại M đúng không ạ? Vậy thì là M kết hợp với carbonate thì nó ra M kết hợp với CO3. CO3 hóa trị là 2 nên chỉ số M là 2 các em nhé. Còn M này chả biết hóa trị là mấy đúng không ạ? Chúng ta đặt là A đi. Như vậy là M2CO3A. Phương trình phản ứng M2CO3A đây cộng axit HCl dư. Axit dư thì muối thì phải hết. Và muối cộng axit thì muối mới là MClX CLA đúng không ạ? M hóa trị là A. Axit mới là H cộng CO3 là H2CO3. H2CO3 yếu phân hủy thành nước của CO2 các em nhé. Đấy. Cân bằng như sau. Thì có 2M thì có 2 vào đây. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy có A-clo, 2A-clo,
Đây, cho 2A vào đây. Ở đây có 2A clo. Và đây có 2AH, đây có H rồi, cho A vào đây. Ở đây có AC, cho A vào đây. Đúng không? Thì oxy ở đây có 3A này. Ở đây có A với đây 2A là 3A này. Bằng nhau hết rồi. Chúng ta đã cân bằng xong. Và chúng ta sẽ dùng đơn vị khí thoát ra là khí CO2 các em nhé. Khí X thì là CO2 đấy. Ta có X gì là CO2 đúng không? Và NCO2 thì bằng bao nhiêu? Bằng 4,48 chia 2,4 bằng 0,2 mol. Và ở đây chúng ta sẽ tính theo phương trình phản ứng đúng không ạ? Cứ một mol muối này sinh ra a mol CO2 này, chúng ta dùng đơn vị là mol này. Đây là một mol muối này đúng không ạ? Thì CO2 sinh ra là a này. Thế vậy bây giờ AC2 sinh ra là 0,2 này. Theo đầu bánh nó tìm ra đúng không ạ? Vậy cái muối là bao nhiêu? Muốn tìm cái này đúng không ạ? Lấy 0,2 nhân với 1 chia cho A. Nên là 0,2A 2 chia cho A. Đấy. Thế chính lại là cứ 1 mol muối thì sinh ra A mol CO2 đúng không ạ? Đây là 1 này, A này. Vậy CO2 giờ là A 2A, xin lỗi là 0,2. 0,2. Thì cái muối là bao nhiêu? Muốn tìm cái đại lượng này thì lấy 2 0,2 nhân chéo với 1 này, bằng 0,2 này để chia cho A. Thế nó ra 0,2 chia A các em nhé. Từ đó suy ra được là mol muối N đấy. N của M 2 CO3 A lần thì bằng 0,2 chia cho A mol đúng không? Và khối lượng của cái muối này là bằng 16,8 gram các em nhé. Giả thiết suy ra này 16,8 là khối lượng của muối thì bằng mol muối là 0,2 trên A nhân với khối lượng mol. Muốn tìm khối lượng này, lấy mol nhân khối lượng mol. Khối lượng mol của muối là bằng m 2 là bằng 2m các em nhé. 2m này. Với ký hiệu m chính là nguyên tử khối của m đấy. Cộng với CO2 CO3 là bằng 4660. Ở đây thầy ghi nhầm là bằng 2 các em nhé, nó là A đấy. M2 CO3 A đấy, là A đấy. 60 nhân A 60A. Vậy chúng ta đã có được một phương trình toán học liên quan cho A và M và biến đổi. Chúng ta sẽ suy ra được khối lượng mol bằng 12 lần hóa trị M bằng 12A. Vậy chúng ta sẽ có bảng biện luận. Bảng biện luận cho hóa trị A khối lượng mol m và kết luận hóa trị chạy 1, 2, 3 hoặc là 4. Khi hóa trị A là 1 thì khối lượng mol là 12. Không có kim loại nào hóa trị 1 mà khối lượng mol là 12 loại. Khi hóa trị là 2, khối lượng mol là 12 x 2 là 24. Có kim loại magie. Khối lượng mol là 24, hóa trị 2. Khi hóa trị 3, khối lượng mol là 36 loại. Không có kim loại nào hóa trị 3, khối lượng mol là 36. Khi hóa trị là 4, khối lượng mol là bằng 48 loại.
không có kim loại nào hóa trị 4, khứ là 1 là 48. Vậy từ đây sinh ra kim loại M là Mg các em nhé. Chúng ta tìm xong được đáp án. Xác định kim loại M. Tiếp theo sang câu 41. Đốt cháy 5,6 gam bột sắt trong khí oxy thu được m gam chất rắn x gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x cần vừa hết 112 ml dung dịch H2N41M loãng tạo thành 0,224 lít H2, tính giá trị của M. Như vậy chúng ta sẽ tìm cái mol axit này em nhé. NH2SO4 phản ứng, đúng không? Muốn tìm mol lấy N bằng CM nhân V. 1 V là 120 ml đổi ra lít là 0,12 bằng 0,12 mol. Tiếp theo là đây NH2 thoát ra, đúng không ạ? NH2 0,224 chia cho 22,4. Muốn tìm thể tích chất khí lấy mol chia N bằng V chia 22,4, đúng không ạ? Nó có kết quả 0,01 mol. Vậy là ở đây thì mang M gồm 4 chất này FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với lại axit sulfuric loãng tạo ra khí hydro. Vậy khí hydro là do sắt anh sắt này làm ra các em nhé. Còn các oxit này là gặp vào chất loãng là thành muối và nước thôi. Để chúng ta ghi các con gì mà đứng. Sắt cộng H2S4 loãng thì tạo thành FeSO4 cộng H2 thì gì tự cân bằng. Và chúng ta đã biết mol rồi, khi khí đô thoát ra là 0,01 đúng không ạ? Lắp vào đây 0,01. Vậy thì quay ngược lại, một axit bị phản ứng đây là cũng bằng vậy 0,01, đúng không ạ? Bởi vì axit tác dụng với lại sắt và các oxit, vậy chúng ta sẽ tìm được axit phản ứng với sắt là 0,01. Vậy thì tiếp theo đến các oxit tác dụng với axit FeO cộng với lại H2S4 oxit bazơ tác dụng axit thành muối và nước. Đấy, tự cân bằng. Đây là khí hydro bay đi. Tiếp theo là Fe3O4 cộng H2SO4. Ở đây sắt có hai hóa trị em nhé, nếu gọi sắt 2,3 oxit ấy. Nên là tạo ra hai muối FeSO4 cộng Fe2SO4 được cả 3 lần cộng với nước. 3 sắt bằng nhau rồi, thì có 3SO4 với 1SO là 4SO4, 4H2 cho 4 bên đây là bằng nhau. Tiếp theo là Fe2O3 cộng H2SO4 sắt hóa trị 3, đây là muối tạo ra cũng hóa trị 3 các em nhé, thành Fe2SO4 được cả 3 lần cộng với nước. Cân bằng ở đây thầy có
3SO4 cho 3 vào đây. 3H2 cho 3 vào đây là bằng nhau hết. Như vậy là chúng ta phải tính giá trị của M là hỗn hợp 4 chất gồm có sắt sắt 2 oxit, sắt từ oxit và sắt 3 oxit. Đây chính là tìm ra khối lượng của này. Đây là M anh em này. Đấy. Chúng ta phải tìm giá trị M là của bốn chất này là bao nhiêu gam. Đầu bài nó hỏi vậy. Như vậy là chúng ta có thể áp dụng định luật bảo toàn khối lượng đây được rồi, vì chúng ta đã biết được cái lượng axit phản ứng là 0,12 mol, tìm được axit này. Đấy. Ta có này. Thì cái này là khối lượng M đang cần tìm nhá, phải là M cộng với khối lượng axit, thì chúng ta phải tìm khối lượng axit. MH2SO4 phản ứng này. Đúng không ạ? Thì bằng 0,12 đã tìm ra đây rồi đúng không ạ, nhân với 98 0,12 nhân 98 chúng ta sẽ có kết quả mười một phẩy bảy sáu gam các em nhé, 11,76 gam. Tiếp theo chúng ta phải tìm được khối lượng của chất sinh ra gồm có ở đây là các muối sắt này đúng không, muối sắt này, muối sắt sunfat. M các muối ở đây chúng ta thấy rằng là khối lượng của các muối thì bằng khối lượng của kim loại cộng với gốc sunfat các em nhé, bằng MFe cộng M của SO4 2 trừ này đúng không ạ. Thì khối lượng của muối muối sắt sunfat H2 sunfat sắt 3 sunfat đúng không ạ, thì khối lượng muối thì bằng khối lượng của kim loại cộng khối lượng gốc axit đúng không? Khối lượng kim loại thì đây toàn bộ kim loại là các bạn biết rồi bằng 5,6 gam các em nhé, 5,6 gam này. Cộng với cái khối lượng của cái gốc SO4 thì gốc SO4 là mối quan hệ là mol axit này, H2SO4 là 0,12 thì cái gốc này cũng là 0,12 mol các em nhé. 0,12 nhân 196. Đây khối lượng của cái gốc SO4 đấy các bạn. Và 0,12 nhân 96 thì chúng ta sẽ có kết quả 17,12 gam. Cộng cả cái 5,6 vào các em nhé. Đây có đáp số này, 0,12 nhân 96 cộng với 5,6 thì có đáp số chung là bằng 17,12. 17,12 ga. 0,12 nhân 96 cộng với 5,6 là khối lượng của cái các muối. Ở đây còn sinh ra được khí hydro nữa các bạn ạ. Vậy thì M hydro MH2 thì bằng 0,01 nhân 2 bằng 0,02 gam. Ở đây lại còn sinh ra cả nước các bạn nhá. Chất hình thành con nước. Đây nước, đây nước, đây nước. Vậy các em quan tâm này, mol nước ở đây thì bằng mol axit phản ứng ở đây đúng không ạ?
Mol nước ở đây là 4 này, bằng mol axit phản ứng ở đây thì mol nước ở đây là 3 bằng mol axit phản ứng ra. Vậy là mol axit phản ứng với các oxit bằng bao nhiêu? Đấy, chúng ta tìm được cái mol này. Thì tìm cho mol nước đúng không? Nước là 1, axit là 1 này. Nước là 4, axit là 4 này. Nước là 3, axit là 3. Vậy chúng ta tìm cho mol axit. Thế tổng số mol axit đem dùng là 0,12 này. Đấy. Bị phản ứng với lại sắt là 0,01 rồi. Vậy ở đây sẽ còn là 0,12 trừ đi 0,01 và 0,11 mol em nhé. Ta có này NH2SO4 này phản ứng với các oxit bằng tổng số là 0,12 đem dùng trừ đi 0,01 phản ứng với sắt đúng không ạ? 0,01 thì nó còn lại 0,11 mol. Đấy. Đúng không ạ? Thế là mol axit phản ứng với oxit thì bằng đúng mol nước sinh ra. Đúng không ạ? Suy ra là NH2O bằng 0,11 mol. Suy ra là khối lượng của H2O 0,11 nhân 18. Kết quả chúng ta bằng 1,98 gram. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Vậy là cái 4 phân xử này. 1, 2, 3, 4 này. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vào bốn phương trình phản ứng chúng ta sẽ có mang hỗn hợp bốn cái chất này đúng không, khối lượng là m này cộng với cái 0,12 mol axit, tất cả năm này 0,12 mol đúng không, đổi ra gam chúng lại có là bằng 11,76 m cộng 11 16 chất tham gia này em nhé, bằng khối lượng chất hình thành là khối lượng các muối đúng không ạ, khối lượng các muối chúng ta tìm ra đây 17,12 cộng khối lượng của nước tôi tìm ra 1,98 cộng khối lượng của C2 bay đi 0,02 vừa tìm ra đúng không ạ? Đây, 0,02 đây. 0,02. Và từ đây dùng toán học chúng ta sẽ tìm được m là kết quả các em nhé. Đấy. 7,36 gam. Đáp số chúng ta là m là bằng 7,36 gam các em nhé. Khối lượng của sắt, sắt 2 oxit, sắt 3 oxit, sắt 4 oxit đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã giải quyết xong câu 41. Chuyển sang câu 42. Cho A gam kim loại kali và 200 gam dung dịch nhôm sunfat 7,1%, 1,71% phản ứng xong thu được 0,78 gam kết quả tính giá trị của A. Như vậy chúng ta thấy thẳng là kali vào dung dịch nhôm sunfat, dung dịch có nước thì kali sẽ tác dụng với nước em nhé, nó sinh ra kết tủa nhôm hydroxit đấy các bạn. Rồi như vậy chúng ta sẽ tìm cái khối lượng của anh Al2SO3 lần trước. Ta có M Al2SO4 tất cả 3 lần. Ở đây đã cho khối lượng dung dịch này có C% này, M chất tan thì bằng C% là 1,71 này nhân M dung dịch là 200 này chia cho 100% này
Kết quả ra được 3,42 gram. Đổi thành mol. N có Al2 SO4 tất cả 3 lần. Muốn tìm mol lấy khối lượng 3,42. Chia khối lượng mol của nó Al2 SO4 3 lần cũng chính là 342. Ta có kết quả 0,01 mol. Ý tiếp theo là kết tủa ở đây chúng ta sẽ dự đoán là khi kali gặp dung dịch thì gặp con nước thì biến thành KOH, và KOH mà gặp Al2 3 lần thì tạo thành ALOH 3 lần kết tủa các em nhé. Đây là chúng ta có này. NaLOH 3 lần kết tủa bằng theo hóa cho là 0,78 chia cho ALH 3 lần chính là 0,78 luôn, mà là 0,01 mol. Thế là các quy trình phản ứng. Thải kali vào dung dịch nhôm xuất phát thì kali tác dụng nước trước tạo thành KOH cộng khí hydro cân bằng cho hai vào đây, hai vào đây, cho hai vào đây, và sau khi tác dụng với lại nước để tạo ra KOH thì KOH sẽ tác dụng với lại nhôm xuất phát, KOH cộng Al2 SO4 tất cả 3 lần tạo thành K2SO4 cộng ALOH 3 lần kết tủa. Cái cân bằng ở đây có 2 nhôm, có 2 vào đây. 2 3 là 6OH thì 6 vào đây. 6K cho 3 vào đây. Chỉ nó bằng nhau. Như vậy là đây là cái chất lượng tính. Vậy nếu KOH còn dư thì nó sẽ hòa tan bớt đi các em nhá. Vậy ở đây sinh kết tủa, vậy thì bài toán này có hai trường hợp. Trường hợp 1 là kết tủa chưa bị tan ra, đúng không? Vậy là bài toán có hai trường hợp. Trường hợp 1, kết tủa chưa bị tan ra thì không có công trình nữa các em nhé, là sinh kết tủa thôi, đúng không? Không có phương trình phản ứng ALOH 3 lần bị tan ra. Vậy là chúng ta sẽ lắp đơn vị mol vào đây, đúng không? Chúng ta đã tìm ra được anh này là bằng thân đầu bài cho là 0,01. Đúng không? Để ta lắp vào đây. 0,01 mới tìm ra đây. Đây đúng không? Khi anh này là 0,01 thì chúng ta sẽ tìm ra là anh này là bằng một nửa của nó là 0,005. Anh này 2, anh này là 1 này. Vậy này là bằng 0,01, anh này một nửa là bằng 0,005. Vậy chất này là đem dùng là bằng 0,01 bị phản ứng đây 0,005, chỉ tổ anh này còn dư kìa nhé, dư một chất này hết. Chất này ở đây là anh này là 2 thì có 6, vậy anh này có 0,01 thì gấp 3 lần lên là 0,03. Nhưng mà chất này là còn dư chất này hết, cho nên sinh ra ở đây là 0,03 thì trên này cũng sinh ra là 0,03 và hết ở đây, đúng không? Đây 0,03 suy ra mol này 0,03. Vậy là theo một cái ký phản ứng 1 này, cái ký hiệu phản ứng 2 này. Theo 1 và 2 này.
suy ra là m của kali này bằng a đúng không ạ? Hòa tan argon kali này. Thì mol là 0,03 nhân 39 chúng ta có kết quả là bằng 1,17 gram. Trường hợp 1 đã xong. Trường hợp 2 ALOH 3 lần bị tan một phần và còn lại 0,01 mol. Để chúng ta sẽ viết lại các phương trình đứng em nhé. Kali cộng với nước này biến thành KOH cộng khí hydro này. Chúng cho hai vào đây, hai vào đây, hai này bằng nhau đơn vị mol. Rồi KOH tác dụng nhôm sunfat biến thành kali sunfat cộng nhôm hydroxit kết tủa cân bằng. Ở đây có hai nhôm cho hai vào đây, hai ba là 6OH thì cho 6 vào đây, 6K thì cho 3 vào đây. Đấy, thì là bằng nhau đơn vị mol. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy rằng kết tủa tan ra một phần đúng không ạ? KOH sẽ hòa tan được ALOH 3 lần tạo thành muối kali aluminat cộng với nước cân bằng cho hai và nước là bằng nhau. Đây là hồi số 1, đây là 2, đây là 3, là cái trường hợp 2 em nhé. Trường hợp 2 này. Trường hợp 1 đã xong rồi đúng không? Chúng ta dùng đơn vị mol. Như vậy là do KOH nó còn dư để xảy ra phản ứng số 3 cho nên là thằng nhôm sunfat phải hết ở phản ứng số 2 các em nhé. Nó hết thì nó có bao nhiêu? Nó có 0,01 mol này, nó bị phản ứng 0,01. Thầy nhắc lại nhé. KOH còn dư để có phản ứng số 3 này, KOH hoàn toàn bớt kết tủa đi này. KOH còn dư thì chất này phải hết. Đấy, chất này 0,01. Sinh ra anh này là 1, sinh ra anh là 2, anh 0,01 thì sinh ra này 0,02. Anh này là bị phản ứng là cứ 1 thì anh này là 6, anh này là 0,06. Đúng không ạ? Ở đây kết tủa sinh ra là 0,02 mà lại còn theo đầu bài là bằng 0,01. Đúng không? 0,01. Chứng tỏ nó bị tan ra mất 0,01 các em nhé. Đấy, sinh ra 0,02 bị tan mất 0,01 để có lại 0,01 theo giả thiết đấy. Đấy, giả thiết là thu được 0,01 mol này đúng không? Đấy. Vậy là sinh ra 0,02 mà muốn còn lại 0,01 thì lấy 0,02 trừ đi cái còn lại 0,01 chứng tỏ tan ra đây là mất 0,01 nhá. 0,02 trừ đi 0,01 đấy. Thế anh này là một mol, anh là một mol, anh này 0,01, anh này cũng là 0,01 đúng không? Và anh này nó hết ở đây nên anh này mới còn đúng không? Vậy là tổng số mol KOH đã bị hết ở hai phản ứng là 0,06 cộng 0,01 bằng chính sinh ra ở đây là 0,07. 0,06 cộng 0,01 đúng không? Bằng 0,07. Từ đó tìm ra được mol kali bằng mol KOH là 0,07. Vậy là từ 1 và 2 và 3 cái trường hợp 2 này Ca bằng khối lượng của kali bằng 0,07 nhân 39 bằng 2,73 gam. Như vậy chúng ta tìm ra được A có hai đáp án. Trường hợp 1 A là 1,17 gam. Trường hợp 2 A là 2,73 gam. Chúng ta đã xong được câu 42. Giờ chúng ta sang câu 4.
Câu 51. Cho 8 gam hỗn hợp gồm magie và sắt tác dụng với dung dịch COC2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 muối và 12,4 gam chất rắn Z. Cho Z tác dụng với HCl dư tạo ra khí T 1,2 lít, tính phần trăm khối lượng của Mg trong X. Vậy chúng ta sẽ có lời giải như sau. Đấy là magie và sắt tác dụng với lại muối đồng clorua thì magie sẽ tranh phản ứng trước các em nhé. Câu 51. Các phương trình phản ứng này. Đây là Mg cộng CuCl2. Magie mạnh hơn đồng đẩy đồng ra, biến thành MgCl2 cộng Cu bị đẩy ra. Như vậy ở đây là đã tạo ra được cái muối thứ nhất là muối magie clorua, đúng không? Đầu bài chỉ chứa 2 muối. Chỉ chứa 2 muối. Vậy thì nếu bây giờ giả sử anh CuCl2 còn dư ấy, vậy thì magie đã phản ứng tạo ra muối magie. Mà muối đồng còn dư thì sắt cũng hết, sắt tạo ra muối sắt này. Vậy sẽ có muối magie, muối sắt và muối đồng, vậy được có 3 muối. Vậy anh này dư được sai các em nhé. Vậy anh này phải hết, đúng không? Phải hết thì sẽ có muối magie và muối sắt, đúng không? Vậy sẽ có phản ứng cầu sắt biến thành FeCl2 cộng Cu bị đẩy ra. Và giả sử nếu mà sắt phản ứng hết thì thế nào? Thì chất rắn Z này không có sắt. Mà Z tác dụng được axit HCl mà ra được khí. Đồng không tạo ra khí các em nhé. Đồng cộng HCl không tạo ra khí. Vậy là Z phải có sắt dư. Đúng không ạ? Vậy là giả thiết suy ra là Z có Fe dư này. Đúng không ạ? Vậy bây giờ là chúng ta sẽ đặt mol của cơ chất nhé, gọi NMG trong hỗn hợp là X, NFe phản ứng bằng Y, mol cũng là mol, NFe dư bằng Z mol, đúng không ạ? Vậy là chúng ta sẽ có phương trình phản ứng tiếp là khi cộng với lại HCl dư bằng Z cộng Z gồm có đồng bị đẩy ra và sắt dư thì sắt có phản ứng thôi. FeCl2 cộng H2 bằng 2 vào đây. Đây là phương trình 1. Đây là 2, đây là 3. Đúng không? Chúng ta sẽ lắp các đơn vị mol vào. Vậy mol magie bị phản ứng là bằng mol magie đem dùng, magie hết, magie có X này. Đúng không? Suy ra đồng sinh ra cũng là X mol này. Rồi mol sắt phản ứng này. Chúng ta đặt là Y. Đây là Y. Đồng sinh ra cũng là Y này. Mol sắt còn dư là Z. Vậy là khí hydro sinh ra cũng là Z này. Đúng không? Vậy là chúng ta sẽ thấy được cả khí hydro sinh ra là 1,12 lít này. Đúng không? Đầu bài cho đây.
1,2 lít khí T. Khí T chính là khí hydro các em nhé. NT bằng NH2 bằng Z đúng không ạ? Bằng 1,12 chia 22,4. 1,12 chia cho 22,4 con đáp số 0,05 mol. Và chúng ta sẽ có phương trình khối lượng hỗn hợp này nặng 8 gram. Giả thiết chúng ta suy ra là khối lượng của magie là 24x cộng khối lượng của sắt. Sắt thì gồm sắt phản ứng 56y cộng sắt còn dư 56z bằng 8. Đây là phương trình một La Mã. Đúng không ạ? Khối lượng hỗn hợp là 8 gram bằng khối lượng của magie cộng khối lượng của sắt. Tiếp theo là 12,4 gram chất rắn Z gồm có đồng bị đẩy ra và sắt còn dư 12,4 gram. Đồng đẩy ra ở đây là x mol và đây y mol này. Là x cộng y đổi thành khối lượng là nhân 64 này. Đúng không ạ? Cộng với sắt còn dư là 56Z. Vậy chúng ta đã có Z rồi đúng nhá. Thay vào ra là phương trình ẩn xy đúng không ạ? Vậy là giải ra. Suy ra x bằng y bằng. Vậy sau khi đã có Z bằng 0,05 vào, chúng ta thay vào đây các em nhé. Thì còn phương trình ẩn xy thôi. Hai phương trình ẩn xy. Và chúng ta sẽ giải ra được x bằng 0,1 và y bằng 0,05. Từ đó suy ra được khối lượng của Mg và 0,1 nhân 24 bằng 2,4 gram đúng không ạ? Từ đây sẽ tìm được phần trăm khối lượng của Mg các em nhé. Phần trăm khối lượng của Mg bằng khối lượng của Mg là 2,4 trên tổng khối lượng 8 gram nhân 100% nó bằng 30% các em nhé. 30% chúng ta tìm ra đáp số, tính phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X nó có 2,4 gram trên trăm tổng số 8 bằng 30%. Vậy chúng ta đã giải quyết xong được câu 51. Phần trăm khối lượng Mg là 30%. Sang câu 52. Hỗn hợp FeO, FeCuO, Fe3O4 bốn cục số mol ba chất đều bằng nhau. Tác dụng hết với axit sulfuric đặc nóng tạo được 0,224 lít SO2 là sản phẩm khử duy nhất của lưu huỳnh. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Câu 52 này. Gọi NFeO bằng amon. Vậy suy ra được NCU cũng bằng A các em nhé. Có số mol ba chất đều bằng nhau đấy. Thế gọi mol này là A thì mol này là A này. Bây giờ bài nó bảo là số mol ba chất đều bằng nhau. Suy ra NCU bằng amon. NFPA 3O4 cũng bằng amon. Ở đây em lưu ý là Fe3O4 là chính là FeO chấm Fe2O3 các em nhé. Vì Fe3O4 này chính là bằng FeO chấm Fe2O3 này. Đúng không?
suy ra chúng ta sẽ quy đổi, suy ra quy đổi amon Fe3O4 thì là bằng amon FeO và amon Fe2O3 vậy suy ra là trong hỗn hợp có này. Như vậy là mol FeO ban đầu có A này. Ở đây có quy đổi của A lại này là 2A này. 2A mol FeO này. Đúng không? A này còn nguyên này. A mol CuO này. Và anh này đã quy đổi ra là A em nhé. A mol Fe2O3. Tác dụng hết với H2 em vẫn đặt nóng thu được khí SO2. Vậy thì đây là có sự oxy hóa đã xảy ra. Đúng không ạ? Vậy thì chỉ có lưu huỳnh nhận là E từ dương 6 và dương 4 này. Vậy thì có chất cho E. Thế thì ở trong Fe2O3 thì sắt đã có hóa dị là 3 rồi. Không cho E được nữa các em nhé. Ở trong CuO là đồng hóa dị là 2 cao nhất rồi, cũng không cho E được nữa. Vậy cho E là do anh FeO sắt mới hóa dị là 3 2. Vậy là phương trình phản ứng tạo SO2 là do của anh FeO các em nhé. Đấy. FeO cộng H2SO4 để biến thành Fe2 SO4 tất cả 3 lần cộng SO2 cộng với nước. Đấy, như vậy là thủ phạm sinh ra khí SO2 là ra ngoài anh FeO. Chúng ta sẽ cân bằng phương trình này. Ở đây thấy bên này là có 3S, đây 11S là 4. Đúng không ạ? Cứ 4 anh lưu huỳnh thì cho 4 vào đây. Bằng nhau lưu huỳnh thì đây có 4H2 cho 4 vào đây. Ở đây có 2 sắt cho 2 vào đây. Oxy bằng nhau chưa? Oxy 44 16 cộng 2 là 18. Đấy 43 12, 12 cộng 4 2 là 14 này. 4 18 là bằng nhau rồi các em nhé. Chúng ta sẽ dùng đơn vị mol vào đây. Như vậy anh này là đang dùng là 2 mol đúng không? 2A mol, 2A mol. 2A. Vậy trong phương trình anh này là 2 thì anh này là 1. Vậy khi anh này dùng 2A thì anh này sẽ sinh là A các em nhé. Đấy. Anh này 2A, 2 này, sinh ra 1 này. 2A đúng không? Sinh ra A này. Và cái mol SO2 này chúng ta đã biết rồi là 2,24 đúng không ạ? Giả thiết suy ra là NSO2 bằng A. Muốn tìm mol thì lấy thể tích 2,24 chia 22,4 và bằng 0,1 mol. Như vậy chúng ta đã tìm được A, vậy chúng ta sẽ đổi cho khối lượng theo đầu bài yêu cầu đúng không ạ? Thì khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu suy ra MFeO bằng mol của nó là A là 0,1 nhân với lại FeO là 56 cộng 16 là 72 các em nhé. 7,2 gam M của FeO này, CuO này, mà
nó cũng là A này, 0,1 này. CU là 64 cộng 16 là 80 này. Bằng 8 gam. Fe bao là 4. Bằng 0,1. Fe 34 là bằng 232 các em nhé. 0,1 nhân 232 thì nó bằng 2,23,2. À, chúng ta lại có đáp số. Nhưng bây giờ xong thời gian làm việc thì thầy đã hướng dẫn các em giải quyết xong cái đề học sinh giỏi cấp huyện. À, nếu các em thấy chỗ nào chưa rõ, em có thể quay lại video để xem, tua chậm lại video để xem các em nhé. Thân ái chào các em.